chào các bạn, tôi là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Vâng, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàn Hoàn, là sản phẩm rất tốt dành cho những người bị tai biến và những người trên 30 tuổi. Như các bạn cũng biết đấy, tại Việt Nam hiện nay là có hơn 200.000 người là mắc bệnh tai biến, và trong đó thì có con số lên tới gần 100.000 người bị tử vong vì căn bệnh này. Đối với những người mà có thể sống sót qua cái đợt tai biến đó thì thường để lại những di chứng rất nặng nề, ví dụ như là bị liệt một phần hoặc là toàn thân, bị rối loạn khả năng diễn đạt ngôn ngữ, thị giác kém hay nhận thức kém. Vậy thì sản phẩm An Cung Ngưu Hoàn Hoàn sẽ hỗ trợ các bạn phòng và điều trị căn bệnh tai biến này. Tại vì sao tôi nói là sản phẩm An Cung Ngưu Hoàn Hoàn có thể phòng và hỗ trợ điều trị bệnh? Tại vì những công dụng tuyệt vời của nó các bạn ạ. Sản phẩm này có công dụng đấy là, đầu tiên nó sẽ ngăn ngừa cái hiện tượng bị tắc mạch máu não dẫn đến là tai biến các bạn nhé. Nó phục hồi lại hệ thần kinh cho những người mới hoặc là đã bị tai biến. Nó hỗ trợ điều trị đối với những người bị huyết áp cao, tim đập nhanh, hô hấp khó, hay là những người tinh thần bất an và bị rối loạn hệ thần kinh thực vật. Ngoài ra thì nó còn hoạt huyết và hỗ trợ điều trị rối loạn tiền đình, thiếu máu não hay là tắc động mạch vành, đau đầu. Và sản phẩm này sử dụng rất tốt đối với những người bị suy nhược thần kinh do phải làm việc ở trong môi trường có áp lực quá cao, hay là phải làm việc trí óc ở một cường độ rất là lớn gây nên suy nhược thần kinh, thì sản phẩm này sẽ hỗ trợ các bạn các cái vấn đề đó. Nó sẽ giải quyết được cho các bạn những vấn đề mà các bạn gặp phải, đó là những nguyên nhân chính gây ra tai biến cho chúng ta. Và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng, làm sao để An Cung Ngưu Hoàn Hoàn phát huy tối đa cái công dụng của mình khi mà các bạn sử dụng. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm An Cung Ngưu Hoàn Hoàn Tổ Yến của Hàn Quốc, và tên hãng sản xuất chính là Quang Đông các bạn nhé. Đây chính là mẫu sản phẩm mới nhất của hãng, và các bạn nhớ khi chọn mua sản phẩm thì trên hộp là phải có tem mác 7 màu của hãng. Vì sản phẩm này rất là hot ở thị trường Hàn Quốc cũng như là ở Việt Nam, nên là có rất là nhiều hàng giả hàng nhái. Nếu các bạn mua phải sản phẩm không có cái mác 7 màu này, các bạn có thể nhìn thấy mác đấy ạ, nó có cả tên của hãng đấy ạ, thì hãy cẩn thận, đó có thể là sản phẩm không phải sản phẩm chuẩn đâu. Và tôi sẽ bóc cái sản phẩm này ra và hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Chúng ta sẽ bóc sản phẩm ra. Đây, bóc ra sản phẩm. Bên trong nó sẽ gồm 10 hộp nhỏ như thế này các bạn nhé. Bên trong mỗi một hộp to này nó sẽ gồm 10 hộp nhỏ. Và trong mỗi một hộp nhỏ này nó sẽ là một viên. Đây, nó sẽ gồm hộp này. Trong hộp này thì các bạn có thể nhìn thấy cả hạn sử dụng 17 tháng 10 năm 2022, lô sản xuất này. Đấy, khi các bạn mở ra thì nó sẽ gồm một viên An Cung Ngưu Hoàn Hoàn như thế này ạ, một viên nhỏ này. Và cách hướng dẫn sử dụng thì sao ạ? Đối với những người mà đang bị tai biến các bạn nhé, thì nếu chúng ta sử dụng đủ liệu trình như sau, đấy là hai hộp đầu tiên thì mỗi một ngày các bạn sẽ uống một viên này ạ. Sang đến hộp thứ 3 thì các bạn uống cách 2 ngày một viên, và 3 hộp còn lại thì các bạn cách 5 ngày uống một viên. Thì nó sẽ giúp cái tình trạng bị liệt nó sẽ được giảm thiểu, kèm theo là chúng ta tập vật lý trị liệu thì chúng ta có thể hoạt động lại này, phục hồi được khả năng diễn đạt ngôn ngữ cũng như là nhận thức khi chúng ta sử dụng đúng liệu trình đối với những người bị tai biến nặng. Còn đối với những người mà chớm bị tai biến nhẹ, mới chớm bị nha các bạn nhé, hoặc là khi mà chúng ta cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, chân tay run, bắt đầu là thấy mất ngủ, mắt giật, thì các bạn sẽ uống một viên này. Khi các bạn cảm thấy mình có tình trạng như thế xuất hiện, các bạn sẽ uống một viên này, và tháng các bạn sẽ uống 2 viên. Đấy, đấy là cách sử dụng mà tôi hướng dẫn các bạn. Ngoài ra thì chúng ta làm cách nào? Đấy là liều dùng. Vậy làm cách nào để chúng ta uống? Vậy thì chúng ta sẽ nhai trực tiếp cái viên này. Các bạn sẽ bóc cái túi ni lông ra, nhai trực tiếp cái viên đấy, viên An Cung này. Và sau khi nhai xong
thì các bạn sẽ dùng nước ấm uống để cái lượng nước đấy sẽ giúp thuốc đi khắp toàn bộ cơ thể thẩm thấu và thẩm thấu vào máu của mình, sẽ giúp thuốc điều trị tốt nhất. Thế là toàn bộ các cái hướng dẫn sử dụng mà tôi hướng dẫn các bạn để làm sao các bạn có thể sử dụng mà thuốc ăn cung như hoàn hoàn này phát huy được tối đa để phòng chống và điều trị bệnh đột quỵ của mình. Ngọc Hoa vừa giới thiệu với các bạn công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng, nhưng có một số lưu ý khi chúng ta sử dụng sản phẩm này nhé các bạn nhé. Đấy là chúng ta không được ăn các đồ chua, cay hay là các đồ nhiều chất béo, vì nó sẽ sinh ra nội nhiệt và tạo cho chúng ta rất là nhiều đờm ở cổ họng. Ngoài ra thì nếu chúng ta sử dụng nhiều các sản phẩm đấy, nhất là các loại sản phẩm mà có nhiều chất béo, nó sẽ tăng cái cholesterol trong cơ thể. Và cholesterol chính là một thành phần lớn gây ra tắc động mạch và xơ vữa động mạch, dẫn đến là bị tai biến cao. Ngoài ra thì sản phẩm này rất thích hợp đối với những người trên 30 tuổi. Và khi sử dụng sản phẩm, chúng ta không được uống rượu, bia, thuốc lá hay là những đồ uống có ga. Đấy là những lưu ý cho chúng ta khi chúng ta sử dụng sản phẩm. Tất nhiên là cái việc mà những người phụ nữ đang mang thai hay cho con bú thì các bạn cũng nên có một cái chế độ điều chỉnh về chế độ dinh dưỡng thích hợp, chứ không nên sử dụng sản phẩm này. Vì chúng ta đang mang thai mà, hay là chúng ta đang cho con bú. Vậy thì đấy là tất cả những lưu ý mà các bạn cần phải lưu ý cho Ngọc Hoa nhé, để chúng ta có thể sử dụng sản phẩm cách tốt nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Vâng, thưa các bạn, Ngọc Hoa vừa giới thiệu với các bạn những công dụng cũng như là hướng dẫn sử dụng của sản phẩm An Cung Ngưu Hoàn Hoàn. Vậy nếu như các bạn có bất cứ một thắc mắc nào về sản phẩm cần được tư vấn thì có thể truy cập vào trang siêu thị trực tuyến coroshop24h.com và phần chat online, hoặc các bạn có thể gọi ngay theo số hotline 0904886428 của chúng tôi để được chúng tôi tư vấn cho các bạn một cách kỹ càng nhất, cẩn thận nhất về cách sử dụng cũng như những thông tin về An Cung Ngưu Hoàn Hoàn hay bất kỳ một sản phẩm nào của Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.